Chào các anh nhé. Đây, đầu giờ thì anh em vẫn đi lấy điều hòa để đi lắp. Đây, bên nhà em thì nay có việc, nhưng mà tôi thì để chiều các bác thợ. Nào, lên đã bác ơi, nào lên đấy. Nào, rồi. Đấy, thì đầu giờ em vẫn bàn giao lốt bộ máy này nha anh em. Bác thấy chưa? Đội ngũ nghi lễ đã đang chuẩn bị đi ăn hỏi. Vậy anh em nào có nhu cầu về điều hòa thì liên hệ với em nhé. Đấy, ca đầu giờ thợ nhà em ra mang và giao cho khách và đi lắp đặt. Đấy. Đấy, điều hòa là thứ không thể thiếu được trong những cái ngày hè chuẩn bị tới. Thế đây. Đấy, thợ nhà em bắt đầu đi ạ. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ hàng cho em nhé. Đấy. Vâng, xin chào các bác.